Và giáo dục trẻ em có quyền được chăm sóc bảo vệ sức khỏe, trẻ em dưới 6 tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu trong các cơ sở giáo dục công lập, không phải trả chi phí. Điều 17, trẻ em có quyền vui chơi giải trí lành mạnh. Có bổn phận sau đây: yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, kính trọng thầy giáo cô giáo, lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, sống khiêm tốn,
trung thực và có đạo đức, tôn trọng pháp luật, tuân theo nội quy của nhà trường, thực hiện nếp sống văn minh gia đình văn hóa, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đoàn kết quốc tế. Thank you.
tầm vô chuẩn tư mà. Trời ơi,
con đi nhờ thầy nhé. Mình đồng nát.
vừa kia lên rồi mình lao này. Đúng rồi này. Đấy, rồi mình lao. Mình tập công nhà. Tập công. Kia mới hộp cô nhé.